chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, được thần Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, vận may liên tục ập đến, trúng số bất ngờ, tiền có đầy tay, phất lên như diều gặp gió, đổi đời đại gia. Hoan hỷ chào mừng quý khán giả đang theo dõi và đồng hành cùng kênh Minh Đường Tử Vi. Mến chúc quý khán giả luôn đong đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt cho chặt phú quý. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Mão sinh năm 1963 thân mến, nếu toàn bộ cuộc đời con người được định sẵn thì thế giới này sẽ nhàm chán lắm thay. Không có đấu tranh, không có cố gắng, không còn nỗ lực hay bền trí kiên tâm, may thay số mệnh chỉ là tương đối. Tâm người là phong thủy lớn nhất, đức năng thắng số, tâm định mệnh chuyển, suy cho cùng vẫn là cái cốt lõi của nhân sinh. Đối với một người, mọi thành tựu lớn trong đời đều do bản thân tạo nên, nhờ trí tuệ và cách sống. Năm tháng đã tôi luyện cho Quý Mão trở thành một con người thành thục, giàu kỹ năng, và có lẽ những thử thách đã tôi rèn cho Quý Mão sự can trường, không sợ hãi hay phai mờ mất phương hướng. Giờ đây cuộc sống sống đã ổn định hơn, không còn những lo toan về cơm áo gạo tiền nữa. Nhưng vẫn còn đó những gánh nặng lo toan, và sự lo toan lớn nhất là làm sao cho con cháu đủ đầy, chúng có thể bình an sống cuộc đời không vất vả, bon chen và khổ cực như ông cha chúng ta nữa. Vì vậy, dù đã bước sang tuổi 62, nhiều người tuổi Quý Mão vẫn phải xông pha với đời để góp nhặt, tìm kiếm sự đủ đầy cho con cháu, hay đơn giản chỉ là để khỏa lấp giữa cô quạnh trong tâm hồn đang ngày một già đi ấy. Suốt cả cuộc đời Quý Mão tìm mãi chưa thấy sự giàu đâu, cũng bởi ba điều kiêng kỵ dưới đây. Và từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này, tuổi Quý Mão lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt tuổi Quý Mão sinh năm 1963, nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc, các tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Mão ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Quý Mão sinh năm 1963 thân mến, sống ở đời sai thì sửa, ăn năn thì sám hối, có áp lực thì can trường chịu đựng, có thử thách thì cười xòa một cái rồi nghiến răng, nghiến lợi mà nỗ lực vượt qua, và cuối cùng đất trời, thần linh, vũ trụ luôn biết đúng thời điểm gửi cho bạn thứ mà bạn cần, một chút may mắn thâm thuận, nếu Quý Mão xứng đáng nhận. Quý cô bác tuổi Quý Mão thân mến, tin nhắn này không nói về dự báo hay thời vận gì cả, chỉ là đôi lời muốn tâm sự vậy, dặn dò vậy, để Quý Mão đừng vì khó quá mà sống lỗi ở điểm nào đó, hay mất trắc con người thôi à. Cuối cùng vẫn là Phật tại tâm, nên đôi khi thay vì hướng ra phía ngoài thì ngồi lại và hướng vào phía trong, rồi sau đó kết nối với vị Phật trong tâm mình để có được sự chữa lành nhẹ nhàng nhất có thể nhé Quý Mão. Tuổi Quý Mão sinh năm 1963 thuộc hành kim trong ngũ hành với thiên can quý, mang tính chất của thủy, biểu trưng cho sự mềm mại, linh hoạt và sâu sắc, kết hợp với con giáp Mão, biểu tượng của sự dịu dàng, tinh tế và nhạy cảm. Tuổi Quý Mão thể hiện một sự hòa quyện tinh tế, dưới sự nhạy bén, linh hoạt và một tâm hồn đầy nhân ái, người tuổi Quý Mão thường mang cho mình một tính cách ôn hòa, dễ gần và vô cùng tinh tế. Họ có khả năng thấu hiểu cảm xúc của người khác và luôn cố gắng duy trì sự hòa hợp trong mỗi mối quan hệ. Thiên can quý với yếu tố thủy giúp họ có sự mềm mại và khéo léo trong cách giao tiếp, khiến họ dễ dàng tạo được thiện cảm với những người xung quanh. Những người tuổi này thường rất nhạy cảm và sâu sắc, họ có khả năng quan sát tinh tế và thường nhận ra những điều mà người khác có thể bỏ qua. Sự nhạy bén này giúp họ không chỉ trong cuộc sống cá nhân mà còn trong công việc, nơi họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt và khôn ngoan. Họ cũng là những người rất cẩn thận và chu đáo, luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi hành động, điều này giúp họ tránh được rủi ro không cần thiết. Tuy nhiên, người tuổi Quý Mão cũng có thể trở nên quá nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Sự nhạy cảm quá mức đôi khi khiến họ trở nên do dự, thiếu quyết đoán và dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Điều này có thể làm họ gặp khó khăn trong việc đưa ra những quyết định quan trọng hoặc đối mặt với những thách thức lớn.
Họ cần học cách kiểm soát cảm xúc và trở nên mạnh mẽ hơn để có thể đứng vững trước những biến động của cuộc sống. Trong các mối quan hệ, người tuổi Quý Mão luôn cố gắng duy trì sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau. Họ là những người bạn, người đồng nghiệp và người thân đầy tình cảm, luôn sẵn lòng lắng nghe và chia sẻ. Họ biết cách xây dựng và duy trì những mối quan hệ bền vững dựa trên sự tin tưởng và đồng cảm. Người tuổi Quý Mão với sự kết hợp giữa nhạy bén và dịu dàng là hình ảnh của một tâm hồn đầy nhân ái và sự tinh tế. Trong hành trình cuộc đời, người tuổi Quý Mão hiểu rằng sự nhạy cảm và tinh tế là những phẩm chất quý giá, nhưng càng phải đi kèm với sự kiên định và quyết đoán. Họ nhận ra rằng để đạt được hạnh phúc và thành công, cần phải biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, giữa sự mềm mại và sức mạnh. Họ học cách bảo vệ bản thân, có những tổn thương không cần thiết, đồng thời phát huy tối đa khả năng thấu hiểu và đồng cảm với người khác. Người tuổi Quý Mão luôn phấn đấu để tạo ra một cuộc sống hài hòa và an yên. Họ hiểu rằng, dù cuộc sống có nhiều thách thức, chỉ cần giữ vững lòng nhân ái và sự bình tĩnh, họ sẽ tìm thấy con đường đi đúng đắn. Họ tin rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu biết cách nhìn nhận và đối mặt với nó một cách thông minh và khéo léo. Trên con đường nhân sinh, họ không chỉ nhạy cảm và thấu hiểu, mà còn biết cách giữ vững sự bình tĩnh và lý trí trong những lúc cần thiết. Chính sự hòa quyện giữa cảm xúc và trí tuệ đã làm nên sự khác biệt của người tuổi Quý Mão, mang đến cho họ một cuộc sống đầy ý nghĩa, hạnh phúc và bình an. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Theo đánh giá tổng quan, thì từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch này là khoảng thời gian không lấy gì là may mắn đối với người tuổi Quý Mão. Bản mệnh gặp phải nhiều khó khăn trên các phương diện cuộc sống, từ sự nghiệp cho đến tình cảm, đòi hỏi Quý Mão phải có sự kiên cường chống đỡ, không nên bỏ cuộc giữa chừng. Nhìn chung, vận khí thời điểm này của tuổi Quý Mão khá xấu, hung tinh nhiều, phải kể đến thất xích, dị tính, gây nhiều đức tính xấu. Ngoài ra, đại hao hung tinh gây xấu cho sự nghiệp và quan hệ xã giao. Nguyệt lệnh tương xung gặp đủ điều bấp bênh, người tuổi Quý Mão nên thật sự tỉnh táo nếu như không muốn khoảng thời gian từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch đại hung. Cục diện tương xung ngăn trở bản mệnh là người có cái nhìn nhạy bén về thời cuộc, nhưng thường cư xử một cách ngạo mạn nên dễ gây gỗ, mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Nếu không thay đổi cách hành xử, thì dù có tài giỏi đến mấy, Quý Mão cũng khó có thể gặt hái được thành công như ý muốn. Phương diện tài lộc cũng không khá khẩm hơn, khi Quý Mão luôn phải đối diện với sự bon chen, giành giật của đối thủ. Thời điểm này, bạn không thể thả lỏng hoặc buông lỏng cảnh giác với bất cứ ai. Quý Mão cả tin, dễ nghe theo lời người khác, chính là tự đẩy mình vào cảnh khó khăn, hao tài tốn của. Nhiều áp lực trong cuộc sống dồn lại khiến bản mệnh luôn ở trạng thái căng thẳng, không có thời gian cho người thân hoặc thường xuyên đá thúng đụng nia, dễ giải tỏa những cảm xúc tiêu cực mà mình đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, cách làm đó dễ khiến cho người thân của Quý Mão phải chịu tổn thương, gây rạn nứt các mối quan hệ. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên các phương diện cuộc sống của Quý Mão sinh năm 1963, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Mão cho thấy, nhiều khó khăn do cục diện tương xung và nguyên lệnh lâm tuyệt ập đến sẽ khiến người tuổi Quý Mão phải sức đầu mẻ trán để ứng phó. Có thể thấy rằng thời điểm này Quý Mão có muốn nghỉ ngơi thư giãn cũng không được nữa, hãy hết sức tập trung vào công việc nếu không muốn những sai sót lớn xảy ra. Trong sự nghiệp có thể thấy khá lo lắng, bản mệnh tương xung với nguyệt lệnh, hung tinh hội tụ khá nhiều, vận khí tương xung đem tới một tháng khá vất vả. Tử vi học khuyên tuổi Quý Mão không nên xuất tiến công việc gì quá lớn, bởi xung khí sẽ gây ra xung đột, cãi giả, khiến công việc của bạn bất lợi. Thất sát gặp hung khí nên gây ra nhiều tính cách tiêu cực, ảnh hưởng trực tiếp đến vận trình công việc trong thời điểm này. Người tuổi Quý Mão khá là ngang bướng, làm gì cũng tự ý hành động, bản tính tự do, ngang tàn, nên dễ gây ra hiềm khích với mọi người và tự mình rước vào nạn tiểu nhân chơi xấu. Bởi vì tiết khí thời điểm này không ủng hộ nên tử vi của tuổi Quý Mão từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch rất nguy nan,
Quý Mão cần phải khắc phục tính cách bảo thủ, không nghe lời khuyên của ai, làm việc thì không thể lười biếng, cũng không thể tự mình quyết định, thiếu sáng tạo, để chính mình tụt lại phía sau. Quý Mão vốn là người có tầm nhìn xa và khả năng đánh giá, phân tích vấn đề khá nhạy bén. Tuy nhiên, nhược điểm của Quý Mão là quá kiêu ngạo, thích làm theo quan điểm cá nhân và thường xuyên gạt bỏ ý kiến của người khác. Bản mệnh dễ gây gỗ, mâu thuẫn với những người có ý kiến trái ngược mình, và điều này sẽ gây ảnh hưởng rất xấu đến các mối quan hệ. Một số người sẽ bị điều chuyển công tác hoặc phải tiếp xúc với những nhiệm vụ mới mẻ. Nếu bạn không kiên nhẫn và cẩn thận học cách làm quen thì rất dễ cảm thấy bối rối, thậm chí đánh mất sự tin tưởng vào bản thân về những suy nghĩ tiêu cực. Tuy nhiên, căn cứ vào tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Mão cho thấy, hữu bậc cát tinh xuất hiện trong thời điểm này sẽ giúp Quý Mão giải quyết phần nào các khó khăn gặp phải. Con giáp này nên nắm chắc cơ hội để có thể tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Nếu bạn không ngừng cố gắng thì có thể gây ấn tượng được với quý nhân, thậm chí chuyển bại thành thắng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Mão thấy rằng, nếu bản mệnh đang mong chờ những khoản tiền rủng rỉnh sẽ đổ về trong thời điểm này, thì e là Quý Mão sẽ phải thất vọng. Dường như các kế hoạch của bạn đều không tiến triển được như ý vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Với người làm công ăn lương, công việc trở ngại nên tất nhiên các khoản lương thưởng sẽ không được như ý muốn. Bạn cần phải tránh làm việc căng thẳng, hạn chế mâu thuẫn đấy, nếu không sẽ phải dùng tiền của bản thân để đền bù thiệt hại. Người làm kinh doanh buôn bán thường xuyên phải đối diện với sự bon chen, giành giật của đối thủ. Hãy cẩn thận với các chiêu trò xấu của đối phương. Nếu bạn quá ngây thơ hoặc lơ là thì dễ sập bẫy của kẻ tiểu nhân, khiến tiền bạc tích lũy bấy lâu nay đổ sông đổ bể. Ngoài ra, Quý Mão cũng cần hạn chế gây gỗ, tranh cãi với khách hàng hay đối tác. Về mặt tài chính không được ủng hộ, đại hao vốn đó không phải là cát tinh nên thời điểm này, vận khí của tuổi Quý Mão khá mỏng manh, nạn phá tài hoành hành khá nhiều, đi đường không cẩn thận dễ rước họa thì phi vào người, rồi lời qua tiếng lại mà còn phải đền bù khá nhiều tiền bạc. Nếu muốn vận trình tài vận của mình cải thiện, thì Quý Mão nhớ không được có tư tưởng hưởng thụ, muốn an nhàn, bằng không giới suy nghĩ được sống trong hòa bình, hạnh phúc, sẽ khiến tuổi Quý Mão thêm mất cảnh giác lười biếng và chi tiêu hoang phí. Dù có đối diện với vấn đề gì thì bạn cũng cần hết sức chú ý, vừa để bảo vệ hình ảnh của bản thân, vừa ý thức được rằng tranh cãi không giúp Quý Mão có thêm doanh thu hay lợi nhuận. Người vừa bắt đầu bước vào một lĩnh vực mới nào đó càng phải thận trọng hơn, chớ nghe theo lời rủ rê của những kẻ mình chưa biết rõ. Tốt nhất bạn nên dành thêm thời gian để học hỏi thêm kiến thức mới, tích lũy kinh nghiệm và kiểm chứng thông tin kỹ càng. Theo tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, hữu bậc cát tinh xuất hiện sẽ khiến tài chính thời điểm này của Quý Mão bớt phần ảm đạm. Nếu bạn biết cách chú ý lắng nghe, không hành xử kiêu ngạo, những người đi trước sẽ truyền dạy cho bạn nhiều kinh nghiệm đáng quý. Hãy khiêm tốn lắng nghe, ắt có chỗ áp dụng trong tương lai. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Quý Mão sinh năm 1963, từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Phương diện tình duyên của người tuổi Quý Mão cũng dễ lâm vào bế tắc trong thời điểm này. Điều khiến Quý Mão cần làm là xem lại cách ứng xử của bản thân. Nếu vô tình gây tổn thương cho người nào đó thì bạn nên chân thành nhận lỗi. Nhiều áp lực công việc ập xuống khiến Quý Mão thường xuyên thấy căng thẳng và khó chịu. Nhưng đừng vì thế mà đổ dồn những cảm xúc tiêu cực ấy lên đầu người thân. Người thân không những vô tội mà còn là những người thân thiết, gần gũi nhất với mình. Vì thế, hãy mở lòng tâm sự với mọi người, ít nhất bạn cũng có thể thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cục diện tương xung còn cảnh báo có đào hoa xấu xuất hiện, Quý Mão nên dành nhiều thời gian để quan tâm và đối xử dịu dàng với nửa kia, đồng thời tránh xa những người có ý định làm thân tiếp cận mình. Nếu Quý Mão buông thả bản thân thì rất dễ vướng vào những mối quan hệ phức tạp, vừa gây tổn thương người thân, vừa gây ảnh hưởng đến danh tiếng, sự nghiệp của mình. Người độc thân vướng phải nhiều rắc rối trong cuộc sống, nên bạn không còn tâm trạng để nghĩ tới việc tìm kiếm nửa kia cho mình. Hơn nữa, Quý Mão thường đặt ra những yêu cầu quá cao, khiến bạn nhìn ai cũng thấy không được như ý muốn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Mão sinh năm 1963,
từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch. Căn cứ vào tử vi từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Mão thấy rằng, về vấn đề sức khỏe, nhiều áp lực căng thẳng đổ dồn tới trong thời điểm này, khiến người tuổi Quý Mão không thể cảm thấy khỏe mạnh được. Tuy nhiên, may mắn là bạn cũng không phải đối diện với những nguy cơ lớn nào liên quan tới sức khỏe. Con giáp này hãy tâm sự những điều khiến mình khó xử với những người đáng tin cậy. Tin rằng, mọi người xung quanh bạn ai cũng sẽ lắng nghe và có người có thể đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích. Nếu có thời gian rảnh, Quý Mão hãy ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên nhiều hơn, bản mệnh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bên cạnh đó, việc rèn luyện thể dục thể thao cũng là cần thiết nếu Quý Mão muốn nâng cao sức khỏe. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm từ nay tới ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Quý Mão sinh năm 1963? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 4 ngày 1 cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Xem tử vi từ ngày mùng 8 đến ngày 11 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, người tuổi Quý Mão sẽ có một thời điểm bận rộn, vui buồn đều có, một mặt thiên hỷ các tinh mang niềm vui tới, mặt khác lại có thiên ách hung tinh gây điều phiền muộn, tâm trạng bản mệnh thay đổi liên tục, sáng nắng chiều mưa, không biết đâu mà chiều chuộng. Quý Mão tỏ ra kỹ tính, khó tính, đặt tiêu chuẩn cao trong công việc đối với mọi người xung quanh, các mối quan hệ xã giao dần bị phức tạp quá, chồng chéo nhau, xảy ra nhiều mâu thuẫn, không chọn cách xử lý trực diện, bạn lại trốn tránh, sự việc tích tụ lâu ngày càng rối tung, rối mù lên, nằm ngoài tầm kiểm soát, càng khiến bạn đau đầu suy nghĩ. Vận trình công việc kém sắc hơn so với tháng trước, bản mệnh tỏ ra do dự, thiếu quyết đoán, thậm chí còn phạm phải sai lầm mang tính chuyên môn. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân, bản mệnh nên xem xét lại cách làm của bản thân hơn là đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc ai đó. Thiên ách mang tới điềm thị phi, nhiều tiểu nhân rình rập, Quý Mão nên hành sự thận trọng. Trong hợp tác làm ăn nên tránh người tuổi Thìn hoặc tuổi Dậu, kẻo hợp tác bị hủy bỏ nửa chừng đừng vì mâu thuẫn cá nhân. Thời điểm này, thời tiết biến đổi mạnh, nắng mưa thất thường, lúc nóng lúc lạnh, khiến sức khỏe của tuổi Quý Mão có phần giảm sút. Ngoài vấn đề về da dẻ, Quý Mão còn có thể gặp phải một số trục trặc về thính lực, thị lực. Đừng quên đi thăm khám sức khỏe định kỳ theo quý của mình nhé cô bác tuổi Quý Mão. Quý nhân là tuổi Hợi và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, xanh da trời, trắng. Con số may mắn 84, 32, 19 và 67. Tiếp theo là tử vi từ ngày 12 đến ngày 15 rằm Trung Thu tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Vận trình tổng quan của người tuổi Quý Mão giảm sút đáng kể vì chịu cùng lúc ảnh hưởng từ hai hung tinh Thiên Ấn và Thiên Sát, chuyện tình cảm không được như ý. Mối quan hệ của bạn có kẻ thứ ba xen ngang, dù với mục đích tốt hay xấu, người này cũng như kỳ đà cản mũi, khiến tình cảm của hai người khó mà thăng hoa. Vận đào hoa của người độc thân chưa sáng, bản mệnh cần cẩn trọng trong các mối quan hệ với đối tác khác giới, nhất là những ai đã lập gia đình. Dù không có ý định phá hoại hạnh phúc của người khác, nhưng không may bản mệnh lại bị cuốn vào mối tình phức tạp. Trong thời điểm này, tinh thần của Quý Mão bất ổn, luôn nghi ngờ đối phương và cảm thấy chán ghét thực tại vì bạn bị cuốn vào quá nhiều rắc rối. Vì lo giải quyết các vấn đề cũng hết ngày rồi, thời gian đâu mà thảnh thơi, thư thái, chăm chút cho bản thân. Công việc gặp nhiều trở ngại, dù trước đó Quý Mão đã lên kế hoạch tỉ mỉ, thời điểm này hạ quyết tâm triển khai dự án mới, nhưng lại vướng vào yếu tố khách quan như thủ tục, giấy tờ, quy định luật pháp, chính sách mới. Mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu, thậm chí Quý Mão còn phải bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại. Người làm chủ doanh nghiệp hay công ty, dù là ở quy mô lớn hay nhỏ vẫn gặp phải trở lực lớn từ nguồn vốn và vấn đề nhân sự. Cách quản lý quá chặt chẽ của bạn khiến nhân viên bí bách, không khâm phục, lục đục nội bộ cũng từ đó mà ra. Vấn đề sức khỏe của tuổi Quý Mão trong thời điểm này xuất hiện dấu hiệu bất thường, nhất là về thị lực. Quý Mão nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, hạn chế nhìn màn hình TV, điện thoại quá nhiều,
thì mắt của bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Quý nhân là tuổi Tuất và tuổi Dậu. Tiểu nhân là Tý và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn: xanh lá cây, 8. Con số may mắn: 06, 74, 39 và 85. Quý khán giả thân mến, có 6 dấu hiệu cho thấy một người đang ngày càng trở nên tốt hơn, với trái tim bình tĩnh, thản nhiên tiếp nhận những khuyết điểm thiếu sót của chính mình, đồng thời tiếp tục trau dồi và hoàn thiện bản thân trong thân tâm. Tôi biết rõ rằng có thể hiện tại tôi chưa đủ tốt, nhưng chắc chắn tôi sẽ tốt hơn trong tương lai. 1. Giấc mơ đã mãi ẩn chứa trong tâm hồn. Không kể tuổi tác hay bận rộn đến đâu, bạn vẫn luôn sẵn lòng khám phá, học hỏi và sáng tạo. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ hoặc đánh mất bản thân của mình. Hãy cố gắng sống mỗi ngày với niềm vui, ghi lại từng khoảnh khắc hạnh phúc và khám phá niềm vui trong cuộc sống. Trên hành trình theo đuổi ước mơ, hãy luôn giữ cho trái tim mình trẻ trung, sẵn sàng chinh phục những thách thức mới. 2. Mỉm cười khẳng định niềm vui. Hãy là người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và biết cười, làm cho mỗi ngày của bạn tràn ngập ánh sáng và mang lại niềm vui cho gia đình và bạn bè xung quanh. Hãy sống với hy vọng, giữ tinh thần lạc quan và tin rằng những khó khăn mà chúng ta trải qua cuối cùng cũng sẽ biến thành những cầu vồng, làm cho con đường phía trước trở nên rực rỡ hơn. 3. Tâm hồn kiên cường khi đối mặt với thất bại. Đừng bao giờ chìm vào nỗi đau và đừng ngần ngại đứng dậy. Hãy dành thời gian cho bản thân để thư giãn và mỉm cười nhẹ nhàng. Hãy dũng cảm chấp nhận quá khứ và bắt đầu xây dựng một cuộc sống mới với tư cách tốt hơn. Hãy tin rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại và một cánh cửa mới luôn mở ra phía trước. 4. Kiến thức lấp đầy tâm trí. Có một câu nói cho rằng, cái dáng vẻ của bạn là kết quả của con đường bạn đã đi, những cuốn sách bạn đã đọc và những người bạn yêu thương. Để trở nên mạnh mẽ hơn, hãy không ngừng học hỏi và cống hiến cho bản thân. Với kiến thức và kỹ năng ngày càng phong phú, bạn sẽ trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, tự tin hơn và có khả năng xử lý mọi tình huống trong cuộc sống một cách bình tĩnh hơn. 5. Tình yêu từ trái tim thiện lương. Những điều bất ngờ trong cuộc sống thường đến từ lòng tốt của chúng ta. Hãy quan tâm đến gia đình, thành thật với bạn bè, nhẹ nhàng với người lạ. Hãy luôn suy nghĩ về người khác và cố gắng hết mình để giúp đỡ họ. Hãy nhìn nhận thế giới với đôi mắt nhân ái và sống với trái tim ấm áp. Bạn sẽ được nhận lại nhiều hơn bạn mong đợi. 6. Vẻ tự tin trên khuôn mặt. Nếu bạn muốn trở nên tốt hơn, trước hết hãy nhìn nhận và yêu thương bản thân mình từ sâu thẳm trong lòng, với tâm hồn bình tĩnh. Hãy chấp nhận những khuyết điểm và thiếu sót của bản thân, đồng thời tiếp tục tự hoàn thiện và trở nên tốt hơn trong lòng. Tôi biết rằng, có thể hiện tại tôi chưa hoàn hảo, nhưng chắc chắn tôi sẽ trở nên tốt hơn trong tương lai. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.